Trong 5 năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã cùng nhau tạo ra hơn 1.200 tỷ đô la Mỹ giá trị GDP. Riêng năm 2020, dù trong muôn vàn khó khăn bởi COVID-19 và sự suy thoái nghiêm trọng của kinh tế thế giới kể từ đại suy thoái 1929-1932, kinh tế nước ta vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương, sấp xỉ gần 3%. Theo tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ đô la Mỹ, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực, kể cả một số con hổ của Đông Á. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Thành công không chỉ đo được bằng những gì đạt được mà còn bởi những trở ngại đã vượt qua. Với những thành quả đặc biệt đó, năm 2020 có thể được xem là năm thành công nhất trong 5 năm nhiệm kỳ của chúng ta về ý chí và tinh thần vượt khó vươn lên. Niềm tin của nhân dân đối với đảng, tương lai của đất nước, cơ đồ dân tộc không ngừng được củng cố và vun đắp. Nó cho thấy những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là những dịp bản sắc tinh thần dân tộc ta là trỗi dậy đó chính là sự đoàn kết đồng thanh tương ứng đồng khí tương đầu. trong 5 năm qua nền kinh tế nước ta đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm mới cho người dân trong đó bao gồm những người đến tuổi lao động và cả những người bị mất việc làm trước đó thu nhập của người dân ngày càng tăng lên kinh tế phát triển đời sống xã hội tốt đẹp hơn hiện thu nhập bình quân mỗi lao động đạt gần 5.000 đô la Mỹ một năm tính cả nhiệm kỳ qua thu nhập bình quân của người dân chúng ta đã tăng gần 145 phần đánh giá theo tiêu chuẩn của VKB tính theo sức mua tương đương, thu nhập trung bình của người Việt Nam tương đương gần 9.000 đô la Mỹ. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò chủ đỡ của nền kinh tế, an ninh lương thực được đảm bảo, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ đang trở thành xu hướng. Xuất khẩu nông sản đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Công nghiệp chuyển biến theo chiều sâu với tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến tăng từ 65% năm 2016 lên 85% năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng từ 23% lên 50% trong cùng kỳ. Thị trường chứng khoán tăng trưởng đạt điểm kỷ lục lịch sử với 1.200 điểm vào tháng 4 năm 2018. Quy mô vốn hóa thị trường đạt trên 100% GDP, trong đó cổ phiếu đạt gần 70% GDP, giúp bổ sung thêm khoảng trên 120 tỷ đô la Mỹ vào tài sản quốc gia so với cách đây 5 năm. Những kết quả, thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tiệu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2016-2020 và là thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phát biểu tại hội nghị của chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt biểu dương Quốc hội, chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn đó. Với những kết quả thành tựu đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa 12 Tôi tin tưởng và tha thiết mong muốn rằng với một niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021 và cả nhiệm kỳ khóa 13 góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác hồ mong đợi.